anh em, thì trên tay mình có một cái con máy bay rất là đặc dị ha. Đây là con Mavic Mini nè, nhưng mà cái men này là cái men của Mavic Mini SE nha. Mavic Mini nhưng mà cụm cam 4K nha, 4K cụm cam. Cánh thì Mavic Mini 3 khá là quái đản đúng không? Đó, cánh sau đó, trông như thế này, thấy đặc gì không? Đó, không biết gì bay được không anh em, không biết gì nó có bay được không luôn nữa, còn chưa biết nữa đó anh em, thấy quái gì không? Đó. Cánh sau thì nhỏ, là cánh trước thì to, quái đản không? Vậy mới ghê chứ. Đó, Mavic Mini khiển Mavic Mini SE ha, khiển Mavic Mini SE. Pin độ hết. Sorry nè, đây toàn bộ là pin độ hết nha, pin dung lượng cao đó. 42 phút, 8,8V, Mini 2, Mini SE 3580, 3700 nha. Đây, pin độ, toàn bộ là pin độ hết. Ok. Âm thanh gốc không qua chỉnh sửa luôn. Vì là cái cánh này nó không có theo tiêu chuẩn, cho nên là không biết là lúc nó cất cánh lên nó sẽ sao ha. Cho nên là mình sẽ để nó xa xa ra một chút để trừ hao hậu quả ha. Nó tích đằng kia. Ok, chuẩn bị cất cánh. Set up nha anh em. Ủa, bay được luôn đấy anh em, ghê chưa, ghê chưa. Yeah, cánh trước là mini 3 nha anh em. Cánh trước là mini 3, cánh trước là mini 3. Và cánh sau là mini 1 nha, nó vẫn bay nha. Tại là nó đang bay nha. Nó mất kiểm soát rồi, nó mất kiểm soát rồi. Nó mất kiểm soát rồi. Nó mất kiểm soát rồi. Ồ, vừa mới hạ cánh khẩn cấp nha, nó bị mất kiểm soát anh em. Lúc đó ban đầu nó giữ được vị trí nha, cái đã sau khi nó bay một hơi cái nó bị mất kiểm soát anh em. Mà mặc dù cánh thì vẫn bình thường nha. Nhưng mà khi nó bay lên nó báo là motor error nha. Bay báo motor error, không có cân bằng được á. Nha, giờ nó vừa mới bị mất kiểm soát xong. Ok, mình thử lại nha. Vì là cái máy quay của mình nó vừa hết pin nên mình chuyển sang quay điện thoại ha. Làm lại nè. Nó không kiểm soát được anh em. Nó không kiểm soát được đường bay nha. Nó không kiểm soát được đường bay. Nó loạn trạng như trên màn hình anh em vừa thấy ha. Nó không có giữ vững được đường bay vì hai tốc độ của cái động cơ của nó không đồng đều anh em. Chưa kể là cái cánh của cái con Mavic Mini 3 này nó có vấn đề. Thì nó là khi nó gắn vào nó sẽ khá là cứng anh em. Nó khá là cứng cho nên là nó không có đồng đều nha. Ồ, motor rất là nóng luôn anh em. Motor nóng hổi luôn anh em. Sao kỳ ta. Con motor này hình như nó vẫn giống với cái con motor của thằng Mavic Mini 3, Mini 2 đó mà sao. Bây giờ mình cảm giác nó nóng lắm, rất là nóng, motor rất là nóng luôn nha. Hai motor sau thì không nóng nhiều, hai motor trước khá là nóng. Oh, thử làm một lần nữa coi xem sao nha. Nó loạn trạng anh em, nó không có kiểm soát. Và đây là gần, cũng khá là gần sông ha. Rồi làm cái nữa coi. Này hay rồi nha, bây giờ mình mở cho anh em coi nè. Mở camera cái, chờ anh tí. Để gì nè anh em thấy nè, thấy không, cánh của Mavic Mini 3 ha. Và các ông thấy nè, ok, nó báo lỗi motor ha. Nó thỉnh thoảng nó sẽ không thể khởi động được tại vì cái cánh nó bị nó dài, nó quá dài với tốc độ vòng quay của nó khác thằng kia cho nên là thỉnh thoảng khởi động nó sẽ báo lỗi ha. Nhưng mà cơ bản là nó vẫn khởi động được, chứ nó không hề lỗi nha. Bà bạn nãy nó cũng đã bay lên rồi ha. Mà khi nó bay lên thì nó không thể giữ được cái sự ổn định của nó ha, mà nó đã mất phương hướng. Đó, bây giờ dừng lại nè. Đó, thấy chưa? Nếu mà cái càng sau chúng ta có thể thay được luôn cánh của Mini 3 này, nó quá tốt ha anh em. Còn nếu mà không thay được, rồi báo lỗi nữa. Lỗi nữa. Nó không xoay luôn á. Nó không định hướng được nè, thấy không? Nó không định hướng được cái hướng xoay ha. Rồi ok, nó xoay được rồi nè. Nó nghĩa là nó phải khởi động 2-3 lần gì đó thì nó mới xoay được nha anh em. Nó cũng khá là sida ha. Mình phải chịu chấp nhận chuyện đó thôi, tại vì nó không đúng của nó. Rồi quay lại màn hình chính nè. Ok, và bây giờ mình sẽ thử take off nữa ha. Nãy nó take off được rồi, giờ take off lại một lần nữa. Anh ơi. Ok, nó đang take off được hết anh em. Đang điều khiển lái được bình thường ha. Nó đang điều khiển lái được nha, nó đang điều khiển lái được. Nó đang lái được bình thường nha anh em. Nhưng mà không có gió thì được nha, có gió thì nó sẽ bị mất kiểm soát nha anh em. Đó, hiện tại nó đang bay bình thường luôn nha, đang bay bình thường được luôn rồi đó anh em. Đây, nó đang bay bình thường nha anh em. Đó, cánh trước là Mini 3 luôn, cánh trước là Mini 3 và cánh sau là Mini 1. Và nó đang bay bằng pin độ nha. Đương nhiên một lát nó sẽ bị mất kiểm soát. Nếu mà nó không giữ được nó sẽ mất kiểm soát ha. Mình sẽ cố mình hạ thấp độ cao nó xuống một tí. Đó, nó vẫn ESC nó vẫn đang điều tiết. ESC nó vẫn đang điều tiết được cái tốc độ vòng quay của hai cái loại cánh ha. Để cho cái máy nó giữ thăng bằng ha. Đó, ESC làm khá là tốt. Nói chung là bộ xử lý của DJI khi mà các cánh nó không đồng đều nha, nó xử lý khá là tốt nha anh em. Hiện tại đang đang bay biên độ và cánh là không đồng đều ha. Mọi thứ đang diễn ra khá là hoàn hảo anh em, thật là không thể tin được luôn anh em, là nó xài được cánh của Mavic Mini 3 Pro luôn anh em, thật không thể tin được luôn. Bây giờ chỉ cần thay cái càng cho nó đủ độ dài ha, là như nó ok luôn đó anh em. Còn thay càng mà nó đủ độ dài, đúng độ dài ha, là nó ok luôn đó, nó lái vẫn được nha. Đó, mình vẫn ban nó được bình thường nè anh em. Đó, mình ban nó này ha anh em. Đó, không có vấn đề nha, vẫn ban được bình thường luôn, không có vấn đề gì luôn. Không thể tin được anh em, bay biên độ cánh Mini 3 Pro trên motor của Mavic Mini 1 và men của Mavic Mini xe. Cái con này gọi là cái con mình DJI Mavic thập cẩm nha, DJI Mavic thập cẩm, là không thể tin được anh em. What the fuck luôn anh em. Cái cánh, sải cánh Mini 3 Pro nó dài vô tận luôn anh em. Nó quay chậm hơn cánh kia nhiều luôn á. Cánh Mini 1 nó quay rất là lẹ luôn, còn cánh của Mini 3 Pro nó quay rất là chậm luôn. Bắt đầu mất kiểm soát đó, nó là mất kiểm soát rồi, có gió nó mất kiểm soát rồi, nó xử lý không được á, nó xử lý gió không được, tại vì cái tốc độ motor không đồng đều, nó xử lý gió rất là tệ luôn. Bắt đầu nó rung lắc, khá là dữ anh em. Đúng là trò chơi mạo hiểm anh em, không thể tin được. Trời ơi trần, cánh màu cam đàng hoàng luôn nha. Và đương nhiên là cái này là anh em, mình nói với anh em là phải bỏ ra cái nắp ở trên nha, vì không thể nào giữ cái nắp ở trên được. Giữ nắp ở trên nó sẽ chạm ha, cánh Mini 3 Pro nó sẽ chạm ha. Mất kiểm soát rồi, rồi xuống đất rồi anh em, xuống đất rồi anh em, xuống đất rồi nha. Aircraft impacted, Robeller stopped. Nha, mất kiểm soát luôn ha, mất kiểm soát hoàn toàn. Motor rất là nóng luôn, hai con motor sau nóng nhưng hai con motor trước cực kỳ nóng nha, vì nó phải tải nặng á, nó tải nặng thì nó khá là nóng. Và theo mình thấy là cái dàn ESC nó cũng nóng nữa, ESC nó cũng nóng luôn nha.